và dẫn em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tập em những âu lo từng ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng đâu được thế giới liệu em có yêu không? Vì anh ngâm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu, có em làm ấm áp như một bài hát anh yêu. Mình giữ nhau thật chặt. Thì sau đây chúng tôi xin được mời đến sân khấu các vị đại diện của hai bên gia đình. Đầu tiên về phía họ nhà trai, xin trân trọng kính mời
bà Nguyễn Thị Hèn là mẹ của đứa rể. Về phía đại diện hàng đứng ái, chúng tôi cũng xin được kính giới thiệu và mời lên sân khấu ông Huỳnh Văn Khải và bà Võ Thị Mười là sân vân kính yêu của cô dâu. Và xin quý vị chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các vị đại diện của hai bên gia đình. Thưa quý vị, và chúc phép đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin được kính chào ra mắt quý vị quan khách. Kính thưa quý vị, đình tôi được sự kỷ niệm của hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách. Ngày hôm nay quý vị đã bỏ thời gian quý báu phạm ngọc của mình để đến chung vui cùng với hai bên gia đình. Trong quá trình tiếp đón sẽ không tránh khỏi những sai sót, nhưng vì hạnh phúc của cô dâu và chú rể mà mong quý vị bỏ qua cho hai bên gia đình chúng tôi. Và gia đình chúng tôi xin được chúc cho quý vị sẽ có một bữa tiệc thật vui tươi cùng những ngon miệng, cảm nhận tình cảm của hai bên gia đình chúng tôi nồng nàn nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được mời toàn thể quý vị và khách, chúng ta sẽ cùng hướng tầm mắt của mình về phía vị trí trung tâm sân khấu, sẽ cùng đến với những nghi thức long trọng của buổi tiệc ngày hôm nay. Sau đây xin mời cô giáo bạn chủ đề tông trên tay hôm nay tiến về bàn thắp bánh hạnh phúc, chúng ta các chị bánh ngọt nguyện chiếc ngọt sẽ bùi bên nhau tới trọn cả cuộc đời. Xin
quay đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng tiến tới một bước cùng đi, kết chặt tình con cha. Chúc cha hai bên gia đình từ đây có thêm một chặng dài hào và một đôi câu hiền. Chúng ta bắt đầu bản chương trình được trăm năm tỉnh điện tán bắt đầu nhiều quốc tế.